Thầy Ngõ TV xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn gần xa. Lời nói đầu tiên cho Thầy Ngõ TV gửi lời chúc sức khỏe nha mọi người. Thì hôm nay Thầy Ngõ TV sẽ đi bẫy chuột cống nhum cho tất cả mọi người mình cùng xem ha. Để Thầy quay cái máy lại, Thầy quay chi tiết hơn cho mọi người cùng xem nha mọi người. Thì hiện tại ở đây là Tèo đang đứng cái đường dẫn lên đường dẫn từ Bắc Cầu Lãnh tới Bắc Chùm Cống nha mọi người. Thì xe chạy hơi ồn, mọi người thông cảm nha. Thì cái cầu Cầu Lãnh thì nó nằm ở dưới đây nè mọi người, cách đây cũng 2-3 cây số, không có xa đó. Ở đây Tèo chạy cái đường mòn dưới đây, đi lên cái đường dẫn để lên cái đường lớn trên đây, và Tèo sẽ đi cặp theo những cái đường này xuống những cái đám cỏ voi á mọi người. Thì chỗ nào có đường mòn chuột thì Tèo sẽ bẫy nha. Thì ngày hôm nay Tèo đi đem theo chỉ có 10 cây bẫy cống nhum thôi nghe mọi người. Đây đó, 10 cây bẫy, và Tèo sẽ đi bẫy cho mọi người mình cùng xem nha. Rồi tới chỗ thì Tèo sẽ đi bẫy cái đầu tiên, thì Tèo sẽ quay chi tiết cho mọi người cùng xem nha mọi người. Thì Tèo sẽ đi theo cặp cái con đường này, thì có những nơi nào có hang nó đụng thì Tèo xuống ha. Có đường mòn thì Tèo bẫy cho mọi người cùng xem nha. Thì Tèo chạy lên chỗ cái lò Nam Nguyễn Bình này nè, thì có cái đường quay lại thì Tèo sẽ quay lại cái hướng ngược lại, Tèo đi bẫy cho mọi người cùng xem. Đây giờ anh Chánh thì cũng có đường đó, nhưng mà nó ngược đường để Tèo về nhà mọi người, cho nên Tèo tới lò Nam Nguyễn Bình này Tèo sẽ quay lại. Đây là con em Nguyễn Bình trên đường dẫn từ cầu Cầu Lãnh tới cầu Bắc Chùm Cống nha mọi người. Cái khúc dưới đây không được quẹo nha, Tèo lên trên cái cầu quẹo trên này Tèo quay lại. Đây cái bảng hướng dẫn nè mọi người, trên cầu quẹo trên này mới quay lại được nha. Tèo sẽ đi qua cái đoạn đường bên kia, Tèo đi dài xuống. Đây nha mọi người, lò Nam Nguyễn Bình nằm trên đường dẫn từ cầu Cầu Lãnh tới cầu Bắc Chùm Cống. Rồi hồi nữa Tèo gặp hai chuột thì Tèo có bẫy, Tèo quay chi tiết cho mọi người cùng xem nha. Tèo xin tạm thời tắt máy nha mọi người. Thì tại thời điểm này Tèo phát hiện được một hang nha mọi người. Thì Tèo bẫy dưới đây nè, ở đây nè, ở đây nó có cái đường xuống nè mọi người, nó lòn dưới cái đám cỏ này nè, đường chà bá luôn nè mọi người. Hết thế cái đường chưa, đường này còn ngon lắm nha. Đó đã chưa, đó Tèo hứng lên bên đây nha. Rồi một cái đầu tiên nha mọi người. Rồi để Tèo tiếp tục luôn nha. Đó, ở đây nè, đây cái đường nó xuống nè. Đó, hết thế chưa, chà bá luôn nè. Đó, cái đường nó xuống nó trên cái cỏ nó bám lại cái dấu dơ mọi người. Đây một cái nữa nè, cái đường nè mọi người, rõ gành gạnh luôn nha. Đó, nó đi qua bờ bên đây, đi qua cái tảng đá bên đây mọi người xem nè. Cái bẫy thì Tèo để dưới đây đó. Rồi tiếp tục luôn mọi người ơi. Và bây giờ thì Tèo cũng đã bẫy hết số 7 của Tèo mọi người ơi, còn được mấy cây bẹo. Thì cái bẫy cuối cùng của Tèo thì nằm ở điểm này đó. Rồi thì Tèo xin hẹn mọi người lại sáng ngày hôm sau nha, Tèo đi cuốn bẫy coi như thế nào nha mọi người. Bây giờ Tèo sẽ đi lên trên đó lên xe về. Đó, xe Tèo đang ô trên đó nha mọi người. Đó, ở đây là cầu Tân Mỹ nha mọi người.
hết cái cầu này, lại lần kia là cầu Câu Lãnh này. Thì cái cầu Câu Lãnh mọi người thấy đằng đó đó mọi người, cái trụ cầu nó đang chớp đèn đỏ đỏ đằng đó đó. Thì nãy giờ tàu đi từ Lồ Nem Nguyễn Bình đi lên tới chỗ này là cầu, hiện tại tàu đang chạy là cầu Tân Mỹ. Qua cầu Tân Mỹ thì có một lối rẽ trái lên cầu Câu Lãnh, một lối rẽ phải thì về lại quốc lộ 849 nha mọi người. Đấy rồi, nữa tay quay nè cho mọi người xem nè. Đó, giờ ta xuống cầu nè, xuống cầu Tân Mỹ này là đường quẹo lên cầu Câu Lãnh nè. Về cầu Câu Lãnh nha mọi người. Bây giờ thì tàu sẽ quẹo về hướng tay phải về quốc lộ 849. Tàu sẽ đi về nhà của tàu. Thì cái đường này nè mọi người, thì về trở ngược lại nãy đường đi lên Lò Nem Nguyễn Bình đó. Về nhà tàu thì gần Lò Nem Nguyễn Bình. Từ Lò Nem Nguyễn Bình lại nhà tàu thì có cái cầu Kinh Thầy Lâm. Đó. Ở đây tàu ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp nha mọi người. Rồi, tàu hẹn mọi người sáng ngày hôm sau tàu đi thăm bãi chuột Cống Nhùm coi như thế nào nha. Rồi, tàu ngố TV cũng xin chào tất cả mọi người vào buổi sáng nha. Buổi sáng ngày hôm nay tàu ngố TV đi cuốn bãi chuột Cống Nhùm nha mọi người, coi nó có dính không nha. Thì hiện tại giờ tàu đang đứng ở Lò Nem Nguyễn Bình, tàu chạy lên kiên đoạn là tàu tới cái bãi đầu tiên của tàu nha mọi người. Rồi, tàu mời mọi người theo tàu nha. Coi những cái bãi chuột Cống Nhùm của tàu cái, có lụm được mấy em Cống Nhùm đen đen không? Những cái bãi của tàu nằm ở đằng đây nha mọi người. Trời giấc này cũng gần rạng sáng rồi. Để hồi nữa tao lấy cái đèn ra tao quay mà được. Rồi, đây tới điểm rồi. Tao lấy cái đèn ra tao quay nha mọi người. Và bây giờ thì tao sẽ tiến hành đi xuống cái mé này để đi thăm nó có dính không nha. Cái đầu tiên mọi người ơi, vô cái đầu tiên lụm đây là một con Cống Nhùm lớn nha mọi người. Cái đường này ngon quá nè. Nè, cái đường này nghe qua tàu review đầu tiên nha mọi người cùng xem nè mọi người. Cái đường mòn nè, cái hang chà bá luôn. Đó, một em đầu tiên, em lứa, lứa thì bắt lứa. Đó, đã chưa mọi người, khè đi đâu cho khỏi. Đây lẫm một em. Bên đây tại còn hai cái bên đây nữa nè. Rồi. Cái này chất quớt rồi mọi người ạ. Cái này không dính nha. Cái dòng cái này dính. Có sập. Vô. Lụm này mọi người ơi, vô nữa. Đó. Tiếp tục là một con lứa. Mấy con cống này chắc có thể là thấy một cỡ một à. Nè mọi người. Đó. Con này chắc trọng hơn nè. Hai con cỡ một rồi mọi người. Hai em. Ngon lành cành đào. Đó. Vô ba cái được hai em rồi nha mọi người. Quá đã. Đó, giấc này nó khè gì nè. Rồi, tàu tắt máy tàu đi cuốn tiếp. Rồi tới rồi tàu quay tiếp nha mọi người. Thì đây là đằng kia một đoạn rồi tàu bật máy tàu cũng xa xa.
Lại nó tài hoạt bật máy lên nha. Và đằng đây tài có một cái đằng đây nha mọi người. Rồi rồi rồi, đang thui rồi mọi người ơi. Quá đã ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nó xuống. Thứ già luôn mọi người ơi. Nè. Bích cái lòng luôn. Trời ơi, nó đã. Nè mọi người, ở đây cái hang đây nè. Ở cái hang đùng đóng cát nè mọi người. Hết thế chưa? Nè, là cái hang trà bá luôn nè. Ngon rồi, ngon rồi. Hê hê hê. Để ta cầm lên cho mọi người cùng xem nha. Quá đã mọi người ơi. Trời ơi, hết thế rồi. Trời ơi, con này tầm nửa ký rồi mọi người ơi. Hết thế chưa? Trời ơi, bích cái bẫy luôn. Trời ơi, thứ nào chịu nổi. Đã. Nè, mọi người xem nè. Cái đầu thứ già luôn. Con này nửa ký ăn lên rồi. Quá đã mọi người ơi. Rồi để tèo đem lên trên kia, tèo kiếm cái gì, tèo buộc cái nắp lại mới được. Nó thế đã rồi. Trời ơi, hết thế nó đã mọi người ơi. Nè, tèo lấy cái cọng dây bè, tèo buộc lại đỡ nha. Buộc cái nắp lại. Để khi cái khoang nó chạy lên. Tèo treo trên xe. Trời ơi, nó đã nha mọi người. Tèo ngồi đây xe hơi ồn mọi người thông cảm nha. Ôi đã. Hai con cống nhum lứa, một con cống nhum khủng. Quá sướng rồi. Thì nãy cái này tàu có thầm mà nó không dính là tàu có quay nha mọi người. Cái này xe chạy nhiều quá, ồn quá mọi người ơi. Ở trên đó là lò nem Nguyễn Bình nha mọi người. Cái này xe cứ chạy cũng còn nhiều quá. Cái này trời sáng rồi nè mọi người. Gần sáng rồi, chưa thấy đường không. Rồi để tèo tiếp tục nha. Và tại thời điểm này ở dưới đây tèo có một cái nha mọi người. Đó, một cái nó nằm dưới mé đó. Ở đây là cái cánh đồng đi cái đường này nè. Đi đường này là qua cái cầu này nè mọi người. Qua cái cầu này là đi vô trong kia. Là vô tới đất của nhà tèo trong kia ha. Còn đi lên kia xíu nữa là miếu ông ta cái đồng này nha mọi người. Ở đây xe chạy ồn quá. Rồi để tèo xuống tèo cúng cái này coi như thế nào. Hy vọng có dính cho mọi người cùng xem nha. Đen thui không? Đen thui, đen thui, đen thui. Có sập luôn mà dính không? Trời ơi. Có sập mà dính em tí ni. Rồi em này về nuôi được rồi mọi người ơi. Em cũng nhum nhỏ. Trời ơi, nhỏ xíu luôn. Thấy cưng không? Này là cống nhum lứa nha mọi người. Trời ơi, mới bị lớn à. Đã thiệt chứ. Thôi để về tèo nuôi con này nha. Quá đã. Này con cống nhum lứa nha mọi người. Cống nhum lứa, lứa bé tí luôn. Rồi, còn hai cái nữa để tèo chạy xe lên kia tèo cúng luôn nha mọi người. Và tại cái cầu Tân Mỹ này thì ở dưới đây tèo có hai cái nha mọi người. Thì cái cầu Tân Mỹ này xích lên kia xíu nữa là có đường rẽ trái về cây cầu Co Lãnh này nha. Cây cầu Co Lãnh nằm bằng đây nè mọi người. Đó, cái đèn chớp chớp bằng đó đó. Đó mọi người thấy không? Đây chạy vòng lên kia xíu nữa là tới cầu Co Lãnh. Rồi bây giờ tài sẽ tiến hành tài đi cúng nha. Hai cái cuối cùng của tàu nha. Rồi có đen thui nữa không? Lấm mồng, lấm mồng. Đây nè mọi người ơi. Hình như đang thui nữa rồi mọi người ơi. Trời ơi, không phải mọi người ơi. Để thấy cỏ đang thui, tèo tưởng nó dính. Là mừng hộc. Dưới đây tèo còn cái dưới đây nữa. Lấm em nữa cay. Hốt em hụt chót. Đây tèo có một cái đây nè. Rồi, hẻo luôn mọi người ơi. Mấy cái này nó không ngon rồi. Cái đường mà ngon quá mà không dính là không ngon rồi.
vì mình không đã. Rồi để tèo lên trên tèo, tèo quay cái thành quả của tèo cho mọi người cùng xem nhé. Rồi mọi người ơi, hôm nay thì thành quả của tèo 10 cái 7 thì được một con, hai con, ba con với một con khủng long nha mọi người, con khổng lồ này nha, hết thế cái con này rồi mọi người ơi. Đó thì hôm nay tèo được 4 con, ba con lứa với một con khổng lồ. Con này là con đực hay con cái gì tèo cũng không biết nữa. Ơi ngon lành quá mọi người ơi. Rồi cái video tới đây tèo cũng xin kết thúc. Chúc mọi người xem video vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại mọi người những video sau của tèo nha mọi người. Xe quá ồn mọi người ơi. À, thế nó đã chưa?